Tôi là rắn, tôi chưa từng xịt kem bao giờ nên mặt tôi đó về xấu như chó vậy. Ê, liên quan tao chị Mỹ. Xin lỗi. Vì xấu nên tôi không có bồ, với chỉ chơi được với mấy đứa xấu hơn mình không à. Ê Thỏ. Sắp. Ê tao buồn lắm. Mày buồn kệ bà mày chứ, nói tao làm chi. Đây là người bạn tốt nhất mà tôi từng có. Nhưng mà mày là bạn tao, mày phải giúp tao. Nói nhanh, tao đang mắc. Mày tìm cho tao cái gì đó cải thiện nhan sắc của tao, cho tao có bồ được không? Mày có bồ liên quan gì tao? Tao sẽ không làm phiền mày nữa. Ok, chờ tao đi, lát nữa quay lại. Ủa, chị đang xài gì vậy? Máy rửa mặt Foreo của trai tặng. Nó thấy chị ở dơ quá hay sao? Không, cái máy này rửa sạch chứ rửa kỹ hơn rửa bằng tay á. Có rửa sạch được nhân phẩm của chị luôn không? Ê, tao mệt với sự thiếu hiểu biết của mày lắm rồi. Foreo Luna Mini 3 là máy rửa mặt với công nghệ sóng âm T-Sonic, bổ sung tính năng Robot giúp da căng mượt và láng bóng, đầu cọ silicone siêu mạnh kháng vi khuẩn, tích hợp ứng dụng Find My Luna trên điện thoại, dễ dàng tìm kiếm khi bị mất. Ê khoan đã, tại sao nó lại đang di chuyển vậy? Tao không ngờ vấn đề thật sự của tao là xấu luôn á. Tao không ngờ mày không ngờ vấn đề thật sự của mày là xấu luôn á. Tao không ngờ mày không ngờ về việc tao không ngờ vấn đề thật sự của tao là xấu luôn á. Tao không ngờ. Thôi dẹp đi. Cầm cái này lên xài. Mai mày sẽ đẹp trai lên. Em à, em thấy anh đẹp trai vậy em có tự hào không? Dạ có, nhưng mà em thấy mình vậy hoài không có tốt đâu anh. Ủa sao vậy? Tại vì em không có thiệt. Thất tình thôi mà, có cần phải uống lấu vậy không? Mày mà la nữa tao báo công an á. Ê bạn ơi, nó đẹp trai vậy mà bạn còn từ chối nó vậy? Thì đó, giờ tao đâu có chê nó xấu, tao chê nó nghèo.